Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của em Tâm để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai ha. Đó. Tay cành đẹp đấy, đẹp luôn. Lắc có trực có ha. Đây, chào Tâm. Dạ em chào anh, dạ em xin kính chào toàn thể quý cô chú, anh chị, bạn bè gần xa. Hôm nay em tiếp tục lên lô mai của giỏ Thủ Đức Bông từ 5 đến 12 cánh, xin giao lưu cùng cô chú anh chị. Số điện thoại của em là 0346929112, cũng là số Zalo của em luôn. Em mời cô chú anh chị, cả nhà đại gia đình của mình vô xem ủng hộ giùm em gái ha. Em tiếp theo là mã số ngày hôm qua, thì em cũng cảm ơn cô chú anh chị, cả nhà của mình đã yêu thương ủng hộ em. Tiếp theo clip ngày hôm qua là mã số 15 hả cô chú anh chị? Rồi, chiều cao là 1m7. Tại ngang hết thước 1,5 m cô chú anh chị ơi. Rồi, cái hoành luôn. Dạ, hoành thân là 21. Rồi, 21 hoành. Dáng lông luộn luôn nè cô chú anh chị. Rồi, quý vị nghĩ tay cành đều ha. Bông là nút nụ bông chùm luôn, nó có lên cho mình một chùm nụ á cô chú anh chị. Đây, chùm nụ đây ha. Đó, lên một chùm nụ luôn xanh đó. Xanh đây nè. Đó. Dạ, cây mai dáng lông mã số 15 em xin giao lưu giá 1,8 triệu, em bao phí ship toàn quốc, nhưng mà khi đi thì cô chú anh chị của mình thông cảm, vui lòng cho em xin một tí cặp để em làm niềm tin đi cây hết cô chú anh chị ơi. Rồi quý vị nghe kỹ đấy ha, quay kỹ như quý vị. Báo giá giá chi mình quay, cố gắng quay kỹ á. Trong quá trình xem quý vị thấy ưng ý mã số nào ha. Alo trực tiếp cho Tâm ha. Rồi, mình xuống cây. Dạ rồi, em lên tiếp theo cho mình là mã số 16, một cây phong tàn tròn đẹp quá cô chú anh chị ơi. Chiều cao là 2 mét hơn ha cô chú anh chị, tàn ngang là 1 mét rưỡi hơn luôn. Nói chung chiều cao và tàn ngang em trừ hao cho cô chú anh chị mình nha. Rồi, cái hoành luôn. Cây này bộ đế hình con thú cô chú anh chị ơi. Hoành thân là 22. Rồi, 22. Rồi, cây này bộ đế hình con thú não luôn cô chú anh chị. Rồi, chi nhánh xuống đế nha quý vị, giờ nghĩa tay cành trước ha. Tài đây, cây rắn lông đẹp đều luôn nè cô chú anh chị ơi. Đắt lượng luôn. Đó. Em thấy trong clip vừa rồi có cô chú anh chị của mình hỏi em là có bao sóng không? Dạ em xin thưa là cây lớn này em xin bao sóng 50-50% cho mỗi người có trách nhiệm với nhau hả cô chú anh chị? Cho cô chú anh chị cả nhà của mình yên tâm ha. Đó, cây rắn lông mình bộ đế hình con thú đây cô chú anh chị. Đây nguyên cái mình của nó, cái đuôi, hai cái chân đây cô chú anh chị. Rõ nét ha. Rắn lông đẹp luôn, chi nhánh đều luôn cô chú anh chị. Dạ mã số 16 em xin giao lưu giá 3 triệu em phí ship toàn quốc luôn cô chú anh chị ơi. 3 triệu mà ship toàn quốc cho quý vị luôn. Cây rất là đẹp, rất là có duyên. Rồi, xuống cây. Dạ rồi, em lên tiếp theo cho mình là mã số 17. 17 cây này là chiều cao là 2 mét rưỡi hơn hả cô chú anh chị. Cao luôn nè. Trừ heo cho cả nhà của mình hết hả cô chú anh chị ơi. Hoành thân là 27. Rồi. Đế một nồi luôn cô chú anh chị ơi. Ngang này là hơn 2 mét nhưng quý vị. Dạ em trừ hao cho cả nhà của mình hết, cả nhà mình yêu thương ủng hộ giùm em gái nha. Rồi tay cành ngang ngang ha, khích hết trơn nè. Đó, bộ đế một nồi luôn cô chú anh chị ơi. Cái này giống như con cua đó bò luôn á cô chú anh chị. Quá trời bộ đế. Xuống con cua này coi. Đó. Đế một nồi luôn nè cô chú anh chị ơi. Giá thì cũng rất là yêu thương hữu nghị cho cô chú anh chị mình luôn. Mã số 17 ha. Em xin giao lưu giá 3 triệu 500 ngàn. 3 triệu 500 ngàn. Mà dạ. 3 triệu lặp lại cái tưởng đâu là hai lần với 3 triệu 3.500k cơ chú anh chị ơi. Rồi, em giá bao phí ship 200 cây số. Tại cây này cao bự quá cô chú anh chị. Đế vậy cũng ổn hơn, vậy cũng khá ha. Đế đều cái bầu luôn. Chi nhánh thì tàn ngang thấy... Nhánh thì vàng xương ngang đều luôn cô chú anh chị. Thấy cũng đó. Rẻ ha. Cái này cũng 3,5 triệu mã số 17 cô chú anh chị ơi. Rồi. Nội cái bộ đế là đủ tiền rồi cả nhà. Rồi xuống cây. Dạ rồi, em lên tiếp theo cho mình là mã số 18. Mã số 18 phong tàn tròn đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Chiều cao là 2 mét rưỡi hơn luôn. Cây này siêu nút nụ luôn cô chú anh chị. Quá trời một củ đế đẹp luôn, thân dặn luôn cô chú anh chị ơi. Nghĩa yeah, tay cành em nó ha. Hoành 29. Rồi, xây xây luôn. Hoành 29, củ 46. Rồi, vậy nghĩa tay cành nè. Xương ngang ha. Dạ, vàng xương ngang đẹp luôn cô chú anh chị. Rồi, củ đế luôn. Dạ. Đó, củ đế này đặt nè. Đó. Đó, đẹp nha. Đó, nguyên một nồi củ đế luôn, thân dạng củ đế kẹo luôn cô chú anh chị ơi. Dạ, mã số 18 em xin giao lưu giá 3,7 triệu. Em phí ship... Sao? Toàn quốc cho em xin cắt cái đợt một tí xíu. Còn nếu mà ship 200 thì em sẽ giữ nguyên cho cô chú anh chị mình hiện trạng luôn ha. Cây thì là thân mình dạng củ đế nở hả cô chú anh chị. Đó, thân mình dạng củ đế nở, chi nhánh lên rất là đều cây luôn. 3,7 triệu thôi cô chú anh chị. Rồi, xuống cây. Em lên mã số 19, một cây chi tàn đều luôn cô chú anh chị ơi. Đó, mà
một cây chi tàn nè cả nhà. Bộ đế thì nơm rải đều dài cái bầu luôn. Chiều cao là 2m2 đi cô chú anh chị, tàn ngang 2m đi. Rồi. Cho cô chú anh chị của mình về con tàn vô nữa ha. Hoành thân 25. Có cái cũ. Cũ 44. Cũ 44 luôn. Cái cây này mua cái phôi không cũng đủ rồi cô chú anh chị ơi. Có gì mình nghĩa cái tàn nữa ha, tay cành nè. Tàn tròn đều luôn. Cây này mình mua cái củ đế nè, cái phôi của nó không cũng đủ rồi cả nhà, về cắt ghép cũng đủ rồi cô chú anh chị. Rồi xuống đế nha quý vị. Để đây. À, đế này cộng bự mà phân bố cũng đều bầu quá nè. Dạ. Cụ đế sổ đều trải dài luôn cô chú anh chị. Dạ mã số 10 chánh này em giao lưu giá 2.500.000 thôi cô chú anh chị. 2.500.000 mà bao ship. Bao ship luôn, rẻ dạ. Mềm luôn cô chú anh chị. Mấy nhánh này của nó nứt hết rồi nè cô chú anh chị ơi. Đây. Nó già nó nứt hết rồi nè cả nhà. Đó. Rất là già cây rồi cô chú anh chị. Cây rất là già rồi, nhìn những nhánh vậy mình cũng biết hết cả nhà. Rồi, xuống cây luôn. Dạ rồi, em lên tiếp theo cho mình là mã số 20. Rồi. Mã số 20 chiều cao 2m rưỡi, tàn ngang 2m luôn cô chú anh chị. Cây này bộ đế VIP. Cây này chơi bonsai cô chú anh chị ơi. Rồi, cái hoành. Hoành 26. 26 hoành. Rồi, quý vị ngắm nghía tay cành luôn. Chi nhánh đó cô chú anh chị. Cô chú anh chị có mình mà có nhà ý mua em số lượng nhiều thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị mình giá mềm luôn ha cô chú anh chị. Giá sĩ ha. Dạ, vì cây đi về một chỗ em cũng đỡ tiền phí ship. À, cây bộ đế thì cô chú anh chị cộng rễ rất là lực luôn. Đây. Đó. Rồi, xây xây bên kia luôn. Cây rất là già cây rồi nha cô chú anh chị. Mai này là mai dừa nguyên thủy trồng từ hạt lên, chưa cái ghép gì hết nha cô chú anh chị ơi. Dạ, mã số 20 em xin giao lưu giá 3 triệu. Ship sao em? Dạ em phí ship 200 cây số, còn toàn quốc cho em xin cắt đọt luôn cô chú anh chị. Đọt miếng ha. Còn nếu không thì em vô dây nhôm em uống kẽm, em bẻ đọt xuống cho cả nhà của mình. Rồi xuống cây. Dạ em lên tiếp theo cho mình mã số 21. Chiều cao là cây này chiều cao chắc 2m8 hơn á cô chú anh chị, tàn ngang 2m. Cây này hình con thú nè. Hoành thân là 27 rưỡi, em tính 27. Chiều sổ nơm là 20. Nguyên con thú là 44. Rồi, quý vị nghe kỹ ha. Đây. Đó, cô chú anh chị. Nguyên hình thú rõ nét hết cả nhà. Nó sổ xuống rồi cô chú anh chị. Đó, dán cỏ uốn lượn đi lên. Chi nhánh rất là đều, lắc lắc rất là đều luôn. Đó, đều từ dưới lên trên săn sát luôn hết cô chú anh chị. Đó, nước mỗi cổ luôn. Cây cũng siêu nút nụ quá trời luôn cô chú anh chị ơi. Đẹp ha. Dạ, mình mua cây mai về mình dưỡng Tết nay mình khỏi chơi mai hoa hết cô chú anh chị, mình khỏi mua mai hoa. Dạ mã số 21 em giao lưu giá 3 triệu. Rồi. Em phí ship 200 cây số, còn toàn quốc thì cũng cho em xin cắt đọt một tí, còn nếu không thì em vô kẽm em uống xuống cho cả nhà mình. Rồi, về còn đọt thì chơi, giải đọt thì thôi, tạo đọt lại giùm em. Dạ rồi, em lên cho mình mã số 22. Cây khủng khiếp của chú anh chị ơi. Nước mở cổ luôn hả? Cây này chót chót luôn nè. Cây này chắc 3m rưỡi thì cô chú anh chị, cao quá. Tàn ngang 1m8 đi cô chú anh chị. Rồi vô cái hoành luôn. Mấy cái cành nó nứt nó lên xù hết rồi cô chú anh chị. Hoành 29. Cũ đặt. Cũ 52. Rồi. Quá xá cái cây cô chú anh chị ơi. Nghĩa từ đỉnh mình ra xuống nha đây. Đây đưa những nhánh nứt hết nha cô chú anh chị. Mấy cái nhánh này nó nứt hết rồi nè cả nhà. Đó. Bắt đầu từ đây nhánh, đi. Từng nhánh đây, nứt đây, hết. Đây, đừng có tham sang cái dân cái máy rồi nè. Đây quý vị, đất là cái đây, đó, ngay đó nó đã nứt rồi đó ha. Rồi, mấy cái nhánh thì nhít nhẹ nhẹ nhẹ, nhẹ từng. À, xuống nứt hết luôn rồi nè cô chú anh chị. Rồi, dài xuống, dài xuống ha. Dài xuống dưới luôn. Nói chung nó nứt hết rồi. Củ nở đế bình bông luôn cô chú anh chị. Đây. Củ nở đế bình bông cho mình luôn cả nhà. Đó, nguyên một cái cụm nè. Hai tay em ôm không hết này, chắc ba tay luôn cô chú anh chị. Đó, chi nhánh nứt hết luôn cô chú anh chị. Cây này một cốt thẳng luôn hết cô chú anh chị. Xoay cho anh vòng để nó đi em. Đó, để vậy là cũng ổn hết quý vị. Đó. Nôm nè, có củ đàng hoàng ha. Tay cành này có sẵn ha. Dạ, mã số 22 em giao lưu giá 5.500.000, em phí ship 200 cây số cô chú anh chị ơi, tại cây này cao quá. Thì mà nó bung chừng hai cơ quý vị, kéo tàn ngang ngang ra là xòe đẹp ha. Chiều cao nó có sẵn rồi nè. Cây cái cũ hết biết
Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Dạ, em lên tiếp theo cho mình là mã số 23. Cây này là chiều cao 2m, tàn ngang là 1m8, 2m đó cô chú anh chị. Tàn rất là rộng, tàn tròn do luôn. Rồi, vô cái hoành luôn. Hoành 22. Rồi. Chi nhánh dàn xương ngang, tạc ngang không? Rất là đẹp cây luôn. Vì ngắm nghĩa kỹ nha, xương ngang nè. Rất là đẹp cây luôn cô chú anh chị. À, xương đẹp luôn ha. Dạ, rồi, chi cành nhánh dàn xương ngang, bộ đế nè. Đó, đều răm rắp luôn, thấy không? Lên nu rồi hết luôn nè cô chú anh chị. Cây lên nu cho mình hết rồi đó cả nhà. Mấy cái nách nó cũng có u lục cục đó ha. Dạ. Đó, xương đế như quý vị, đế nè, xòe đều. Cây này già 5 tuổi lắm rồi cô chú anh chị ơi. Rồi, giao lưu như đây em. Dạ, mã số 23 này em giao lưu giá 2.800.000. Em phải ship toàn quốc luôn cô chú anh chị. Rồi, ship toàn quốc đều. Dạ. Ha. Dạ. Rồi, mã số tiếp theo. Dạ, em lên tiếp theo cho mình là mã số 24. Chiều cao là 2m5, tàn ngang là 1m5 hơn ha cô chú anh chị. Rồi, cái hoành luôn. Hoành hơn 25. Rồi, 25 hoành. Đây quý vị nhìn cái cốt ha. Dạ. Giờ từ cái độc chủ cái đỉnh trước đi ha. Rồi quý vị nghe tay cành luôn. Tay cành em nói đây. Rồi mình xuống đế luôn nha quý vị. Đó, củ nở đế ngoắn méo tùm lum á cô chú anh chị. Đế nè, nó cũng đặc hết trơn ha. Dạ. Cộng cũng bự bự không nè. Rồi, dạ. Giao lưu đem. Mã số 24 em gái xin giao lưu giá 2.500.000. Em gái bao phí ship toàn quốc cũng cho em xin cắt đọt ha cô chú anh chị. Nếu 200 thì để nguyên. Dạ đúng rồi, 200 thì em sẽ để nguyên cho cả nhà của mình hết. Rồi, mã số 24 ha. 2.500.000. Rồi, rồi em lên tiếp theo cho mình mã số 25. Rồi, chiều cao 25 nhiêu đem? Dạ, chiều cao mã số 25, chiều cao là 2m2, tàn ngang 2m nha cô chú anh chị. Rồi, cái hoành luôn. Hoành hơn 24. Rồi, có cái củ đặc đặc. Củ 38. Rồi. Á, à, tay tròn đều luôn cô chú anh chị. Rồi, quý vị ngắm nghía tay cành em đó ha. Tay cành tròn đều luôn, à, bộ đế nơm, củ nở luôn. Rồi, đế nơm củ nở luôn cô chú anh chị. Đế nhìn cái gì? Đế đây, củ đế nè. Đó. Rồi, giao lưu nhiêu đem? Dạ, mã số 25 em xin giao lưu giá 2.700.000. Em gái bao phí ship toàn quốc luôn cô chú anh chị. Rồi. Cũng như em gái nói lúc đầu thì cô chú anh chị chốt cây vui lòng cho em gái xin một ít cọc niềm tin để em gái đi cây hết cô chú anh chị. Em gái cảm ơn cô chú anh chị mình rất là nhiều. Rồi, vô mã số tiếp theo luôn. Trong đây. Dạ em lên tiếp theo cho mình là mã số 26. 26 một cây giáng long cô chú anh chị, giáng long giáng thế quái luôn cô chú anh chị ơi, chiều cao 2m5, tàn ngang 2m hơn. Rồi. Cái hoành luôn. Hoành thân là 23. Rồi, 23 hoành. Rồi độc chủ. Đó, một cốt thẳng chi tàn đều. Xương ngang. Dạ. Xương ngang hay cái gì? Xương ngang không nè. À, này có vẻ cái co lắc ở dưới đây ha. Dạ, cái co lắc dáng quái đó cô chú anh chị. Đó, một cục đế nở nơm luôn cô chú anh chị. Cộng đế rất là lực luôn, rất là cứng. Chi nhánh đều san sát luôn cô chú anh chị. Rồi, giao lưu như đêm. Dạ, mã số 26 em xin giao lưu giá 3.000.000. Em bao phí ship 200 cây số, còn toàn quốc thì cũng cho em xin cắt đọt một tí xíu ha cô chú anh chị. Còn em miễn cưỡng đọt cho mình thì về còn thì dưỡng giùm em, còn nếu không lỡ gãy thì cắt dưỡng lại năm sau mình chơi ha cô chú anh chị. Năm sau ra đọt mới cả nhà ơi. Rồi, xuống cây. Dạ, em lên tiếp theo cho mình mã số 27. Rồi, 27 đây. 27 cây này chiều cao 2m2, tàn ngang 1m5 hơn. Nói chung tất cả em trường hao cho cả nhà mình hết ha. Rồi, cái hoành luôn. Hoành thì em đo chuẩn hoành cho cả nhà mình 21.5 em tính 20. Ủa 22. Thôi em nhìn lại. Đo lại chắc. Dạ, hoành 22.5 em tính 22. Ờ, tay cành luôn nhưng quý vị. Dạ, đó, chi cành xương ngang không. Bầu đế nó quấu đều ra luôn ha cô chú anh chị. Đó, nó quấu đều ra luôn á. Đó, gọng rễ bự mà nó quấu ra cô chú anh chị. Đó, giống như cái củ khoai mì luôn cô chú anh chị ơi, nó nổi như củ khoai mì luôn. Đó.
Rồi, giao lưu nhiêu đây? Dạ, mã số 27, em gái xin giao lưu giá 2.500.000, bao phí ship toàn quốc, cũng cho em xin cắt đọt tí xíu, còn 200 thì giữ nguyên cho cô chú anh chị của mình. Rồi, xuống cây, qua cây mới luôn. Dạ rồi, em lên tiếp theo cho mình là mã số 28, cây này đẹp rồi cô chú anh chị, lùng lực tàn tròn nè cô chú anh chị. Chiều cao là 2m2, tàn ngang 2m. Rồi, cái hoành luôn. Cây này lùng lực tàn tròn nè cô chú anh chị. Hoành thân 23,5, em tính 23. Rồi, quý vị ngắm nghía ha, tay cành nè. Đó, một cốt, tay cành. Cây này nếu mà cô chú anh chị của mình chơi dán bonsai cũng được đó cô chú anh chị. Có một nhánh bay ra cô chú anh chị. Rồi, vô đế nha quý vị. Đó, củ não luôn. Để đây. Hoàng nguèo, củ não đẹp luôn. Dạ, mã số 28 em xin giao lưu giá 2.700.000. Em phí ship toàn quốc luôn cô chú anh chị ơi. 2.700.000 em gái phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị của mình luôn nha cả nhà. Mã số 28. Rồi, xuống cây. Dạ rồi, tiếp theo em lên cho mình mã số cuối cùng của clip em trong ngày hôm nay cô chú anh chị. Đây, lọc lá đầy đủ cô chú anh chị ơi. 9 ha. Dạ, mã số 29, lọc lá đầy đủ luôn cô chú anh chị. Cây mặt hoa rất là đẹp cho nên cô chú anh chị mình yên tâm ha. Cây này chiều cao là 2,5m hơn, tàn ngang là 2,5m. Rồi, cái hoành luôn. Cây rất là rộng rãi thoải mái luôn. Hoành này chắc ba mấy quá. Hoành 33. Rồi, 33 hoành nha quý vị. Quý vị an tâm nhiều hoành đo nha. Cây này rất là rộng rãi thoải mái luôn cô chú anh chị. Rồi, quý vị mình nghe kỹ cái độc chủ với tay cành không đó nha. Dạ. Đây. Đó, độc chủ tay cành một cốt thẳng đều răm rắp luôn. Tay cành nè. Đều ha. Săn sát nè, khít 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 nha. Đây, em với cây đây cô chú anh chị. Rất là nhỏ ha. Em cây rất luôn. Là bự. Bầu đế này giống như là cái con bạch tuộc mà ở dưới biển mình đem nó lên cái mình giục nó cái bẹp cái nằm cái râu của nó thè ra cô chú anh chị. Rồi, vô. Đâu đây. Con bạch tuộc đâu. Nè, nguyên cái râu nó nè giống như dưới biển mới câu lên giục cái bẹp nó đưa ra vậy đó. Luôn. Đó, rộng rãi rất là bự. Chống chịu có nè. Chống chịu đầy đủ đàng hoàng hết đó, luôn. Cái này là nó nứt da, nó lên xù hay là nó lên ghẻ vậy chứ không phải cây bị sâu bị gì hết nha cô chú anh chị. Em bao cho mình cây đẹp, cây sạch sẽ đàng hoàng nha cô chú anh chị. Đây cái này là tại vì nó già, nó nứt thân, nó lên xù, lên ghẻ cho cô chú anh chị của mình á. Mà ghẻ chảy thì càng nhiều thì mình càng tốt hết cô chú anh chị. Dạ, mã số 29 cũng là mã số cuối cùng của clip em trong ngày hôm nay. Em xin giao lưu giá 5.500.000, em bao phí ship 200 cây số luôn. Rồi, cô chú anh chị ơi. Rồi, hướng này giúp anh cái hàng đừng xây nữa nha. Để anh kéo lên được thân chú diện nghĩa lại ha. Đây, tay cành nè, săn sát, săn sát, săn sát ha. Đó, lên tới đỉnh luôn nè quý vị. Đó, thẳng tay rồi, nước mỗi một cổ cốt thẳng bàn. Đó, tay cành đều. Rồi, cuối clip bây giờ là gì muốn nói không em? Dạ thì cuối clip em cũng cảm ơn cô chú anh chị thời gian qua đã yêu thương ủng hộ em. Thì em mong clip này cô chú anh chị cũng tiếp tục ủng hộ em gái nữa ha. Số điện thoại của em là 0346929112. Em chúc cô chú anh chị của mình sức khỏe, công việc, dạng sự như ý nha cả nhà. Em cảm ơn cô chú anh chị.